Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V60 bản T-Mobile chuẩn các bác nhé. Số 74, à quên, 754, số IMEI các bác nhé. À, độ mới tầm khoảng 99,5%, còn L1, áp suất còn ok và giá là 46 củ. Thì em vẫn cứ test cái ngoại hình cho các bác xem. Thì đây, đây là cái cạnh dưới đấy các bác. Rất là đẹp, còn nguyên cái miếng sill nhé, cạnh này và cổng C này. Rồi. Thì đây là cạnh trái, à cạnh phải này, cũng thế. Nhìn này cho dễ. Đây, rất là đẹp các bác nhé. Chìa có cái xước. Đó. Cạnh trên cũng thế. Cạnh trên thế rất đẹp các bác nhé. Đó, còn nguyên miếng siêu này. Cạnh trái cũng thế, rất đẹp luôn. Đó, còn còn cả siêu nữa các bác nhé. Thì cái phần khung thì quá đẹp rồi, các bác yên tâm, không có cái vết xước nào cả. Thì đây là cái phần camera. Thì cái phần mặt lưng màu trắng này thì các bác sẽ không thể nhìn thấy như vết xước li ti răm răm đâu, nhưng mà bác yên tâm nhé, nó rất là mới, bẩn bẩn thế này thôi nhưng mà các bác phải lau sẽ là sạch cả. Quan trọng là cái cụm camera này, thì đây các bác thấy này, đấy, cụm camera nó phải là không có vết xước nào. Đấy, các bác. Đó, rất là đẹp luôn các bác nhé. Đó. Còn đây là cái phần mặt trước. Ok các bác. Thì phần mặt trước cũng thế nhá. Con này rất là đẹp. Nó cũng gần như là không có vết xước nào cả các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn các bác nhá. Ok. Thì các bác yên tâm, ngoại hình con này thì miễn bàn. Không phải, nó rất là đẹp rồi. Em sẽ test bên trong một chút nhé. Thì đây, con này còn L1 nhé. Thì nhiều bác ấy cũng cứ còn lầm tưởng L1 là cái hàng loại 1, L1 là loại ngon ấy, không phải đâu nhá bác. Cái này nó chỉ là liên quan phần mềm thôi. L1 thì các bác xem phim nó nét hơn và xem phim bằng app trực tuyến như Netflix ấy nhá các. Còn L2, L3 thì xem phim nó độ phân giải thấp hơn thôi, chứ không liên quan gì đến việc chất lượng máy nhá các bác nhá. Rồi, camera này. Cam trước bình thường này. Cam sau bình thường này. Góc gần này, góc siêu rộng, bình thường hết các bác nhé. Ok luôn. Ngoài này còn gì nữa nhé. Vân tay bình thường hết các bác nhé. Xem con này chọn rồi mấy nào. Con này đang chọn rồi 12 các bác nhé. Đây, số email nó đây. Ok. Thì wifi này, nhận bình thường các bác nhé. 2G này, để em gọi phát cho nó lên 4G. Tiệm cận này bình thường nhé. Đây các bác, lên 4G bình thường các bác nhé. Bản T-Mobile thì các bác yên tâm, nó chuyển đổi mạng rất là nhanh và ổn định. Nó là ngon nhất của V60 rồi, cho nên các bác yên tâm. Đây, đây là cái jack tai nghe này, Hi-Fi DC bình thường các bác nhé. Và đây là cái cổng sạc các bạn, à quên, cổng máy tính nhé các bạn nhé. Đặt máy tính cho các xem thì nó nhận ở đây này. Đấy, chuyển này, chuyển tệp này, này. Đấy. Ok các bác nhé. Đấy, nhận chuyển tệp bình thường các bác nhé. Ok, còn cái cắm sạc cái tí nữa cuối clip em sẽ test kỹ hơn nhé các bác nhé. Và trong kia test thì bây giờ ngoài này sẽ còn gì test nữa không nào? Ok, em sẽ vào bên trong nhé. Tiệm cận ánh sáng này, bình thường này, các phím bấm này. Bình thường hết các bác nhé. Chuông này. Rung này. Rất mạnh các bác nhé. Con quay hồi chuyển này. Đây, quan trọng là cái mic này. Mic dưới ok này, mic trên ok này, mic hông này, mic lưng này, ok hết các bác nhé. Cảm ứng này, có cứ phải test hết lần lượt cho các bác xem những cái quan trọng này. Cảm ứng bình thường hết các bác nhé. Ok luôn.
áp suất để đó, còn bình thường thôi nhé, thì dành cho bác nào thích áp suất thôi, chứ không phải là có áp suất là các bác ngâm nước là bình thường đâu các anh nhé. Ban đầu thì có thể nó chưa chết đâu, nhưng mà sau này nó có thể nó ngấm dần dần nó chết đấy. Đây IMPL 1 nhé, số email đây, không fake được nhé. Battery đây, thì đây gần đây thì các bác bảo là hạ về 10 để xem pin, thì hồi xưa đã người ta anh em đã xem hết rồi thì nó không chuẩn cho lắm đâu, cho nên nó không không quá quan trọng cái này nữa. Còn đây là phần màn hình này, thì đây con này thì hoàn toàn là chưa lưu ảnh gì các bác nhé. Thì các bác mới dùng đến V60 thường thường sẽ thấy màn hình nó V60 nó hơi hơi vàng vàng một chút nhé các bác nhé, thì cái điều đó là hoàn toàn bình thường các bác nhé, đa số nó đều như vậy cả. Và nó không phải là lỗi nhé, nếu bác cứ thấy như thế là lỗi thì không phải nhé các bác nhé. Và đa số cái con V60 thì phần trên trên này này nó sẽ hơi hơi vàng hơn phần dưới một chút nhé, nhưng con này thì em thấy là không phải, con này thì không không vàng, con này thì nó hơi hơi thôi, nhưng mà con này rất là đỡ, con này em thấy là đẹp này này. Đó, con này thấy rất là đẹp các bạn. À, rồi ok các bạn, con này nó rất là đẹp rồi. Thì đây em sẽ test kỹ đến cái phần cổng sạc này. Thì đây các bác em dùng, đây là cái dùng cái cổng 18W này đó, thì nó vẫn nhận sạc ngay bình thường đây, và nó nhận đến CC2 này đó, đổi chiều, con này đang pin yếu ạ, hay không đổi chiều con này. Sạc ngay bình thường các bác nhé, cũng đến CC2 thôi. Còn đây là cái cổng 25W nhé, có PD thì đây nó nhận đến PD04 này, sạc ngay bình thường này đó, bình thường hết các bác nhé. Thì nhiều bác gần đây bán con V60 mà cứ nói là đã fix chân sạc rồi, thì đương nhiên đã fix chân sạc thì là khá ngon rồi, và đương nhiên là phải trước đó thì phải là lỗi chân sạc rồi mới fix thôi. Còn con này thì cổng chân sạc mới cho nên không phải fix. Nhiều bác cứ nghĩ là đã fix chân sạc thì nó sẽ không bao giờ bị lại nữa, thì hoàn toàn không phải các bác nhé, nó hoàn toàn vẫn có thể bị lại. Và việc các bác fix chân sạc rồi là hoàn toàn do cái chất lượng ấy, là do cái tay người fix như các bác nhé. Và nhiều bác fix xong rồi nhiều khi test ấy, là các bác dùng luôn cái sạc mà có cái chuẩn PD ấy, ví dụ 25W như các em đang dùng đấy, test thì thấy nó sạc nhanh cái nào ok thì các bác bảo là như vậy là ok, thì hoàn toàn là không phải các bác nhé. Các bác hoàn toàn phải dùng cái sạc 18W nhé, và cổng cái dây là cái dây A2C các bác nhé. Các bác test mà nó có sạc nhanh này đấy, nó có sạc nhanh bình thường như này đấy, và dùng cái dây bình thường thôi nhé, dây xịn thì cũng được thôi, nhưng mà dùng cái dây thì bình thường, ví dụ dùng cái càng lởm mà test càng được thì càng tốt, và đa số đã đây cái dây này, cái dây của em đang khá là lởm các bác nhé. Đấy như là nó test ok là nó ok, và nó phải nhận máy tính nữa các bác nhé, cho nên lúc nãy em test máy tính là vì vậy đấy, cho nên các bác test thì phải chú ý chút. Và về nhà các bác dùng ấy, muốn nó lâu dài thì các bác dùng nhẹ nhàng thôi, và trong khi sạc thì cũng hạn chế dùng máy. Còn bác nào muốn cẩn thận hơn ấy, thì là các bác dùng luôn cái sạc không dây ấy. Thì con này có hỗ trợ sạc không dây 15W mà các bác, cho nên nó cũng nếu mà sợ nó hỏng thì dùng sạc không dây cũng được, nó hơi nóng tí nhưng mà vẫn dùng ok và sẽ không bao giờ lỗi trên sạc đấy. Thì ok con này thì nó rất là đẹp rồi và hoàn toàn không có lỗi lầm gì, chân sạc mới tinh không vấn đề gì cả các bác nhé. Đấy, các bác cứ yên tâm mà dùng, cũng này dành cho những anh em nào thích sự hoàn hảo thôi. Giá thì nó cao, và nếu các bác so sánh về giá thì hoàn toàn các bác có thể mua những anh em khác, người ta bán có 4 triệu hoặc là 3 triệu rưỡi à. Cho nên nó hoàn toàn là tùy lựa chọn của các bác thôi. Rồi ok, chào các bác nhé.